Mày qua tiệm hàng Nhật Quang nhờ anh chấm cho cái cây chứ không thôi thì lại đi đường lại dở quá. Dạ đúng rồi, sáng sớm trước khi lên đường coi như là phải chỉnh lại cái que cây này chỉnh lại cái cây, bắt đầu khởi hành chặng này Tây Nguyên nha, đi về Tây Nguyên làm lại cái cờ này các bạn. Rồi cùng nhau lên đường. Này là 8 giờ kém 15 và sẽ đi theo hướng lên vòng lên Kon Tum và sẽ quay về Sài Gòn ngày mai. Hôm nay là đoạn đường là đặt ra kế hoạch là 500 km nhưng mà khả năng cũng khó, với cái kiểu đi mà nhận nha nhận nhơ như mình thì cũng khó. Nhưng mà đi nhiều đi được nhiều được cứ thoải mái thôi, bởi vì cái đường này cũng lại là một cái đường mới nữa, cùng đường mới nên là mình không có dám liều lĩnh. Vì ngày mà muốn xét đi 500 cây số thì phải dậy từ sớm 4 5 giờ, 4 giờ là khởi hành rồi, mà bây giờ mới khởi hành thì quá trễ rồi. Hội An nè các bạn, đây là con đường cái gì mình cũng không biết tên luôn. Hôm nay thời tiết đẹp, cũng rất đẹp. Ngô Gia Tự, đường này là đường Trần Hưng Đạo và Ngô Gia Tự. Nhiệt độ thì theo dự báo thời tiết thì hôm nay trời cũng đẹp nha các bạn. Nói chung là mấy hôm nay là ông trời cũng gì ưu ái mình, không hề mưa mà cũng không có nắng lắm, rất là tuyệt vời. Hứa hẹn là những cung đường đẹp. Rồi đến khi mà ra khỏi Hội An thì mình sẽ quay sau ha. Cẩm Kim, cầu này cầu Cẩm Kim. Đạ Quảng Nam này là đồng quê Quảng Nam. Qua mấy ngày, 2 ngày hả, ở đây mình có cái nhận xét là thế này nè, người Quảng Nam á và Hội An á là nhìn có vẻ không thân thiện đâu các bạn. Lúc mà bạn tiếp xúc với họ lúc nào họ cũng có cái thái độ như là dè dặt đề phòng hả. Dè dặt và đề phòng. Tuy nhiên á, mà bạn nói thẳng ra bạn nhờ người ta, nó làm ơn ha, gọi là gì, làm ơn giúp nhờ giúp, rồi 2 3 câu mình nói chuyện thì dần dần á nha, là người ta khá là thân thiện và rất là ấm áp. Đó, ồ cái cánh đồng ở đoạn này ra này đẹp quá, sáng sớm nè, mùi lúa các bạn, mùi lúa phơi á. Rồi mùi đốt đồng, à không có mùi đốt đồng mà mùi cỏ. Mùi cỏ đó các bạn. Đẹp không? Wow. Chọn con đường này đi cũng hay quá. Ồ này đoạn này mà có flycam ha các bạn. Nó bay nè, cái nó quay mình đang đi trên con đường. Ồ cái đường quê. Thẳng tắp luôn.
này là từ Hội An ra, chạy ra hướng quốc lộ 1 nè các bạn. Đẹp quá, không có đường dây điện lằng nhằng gì hết, đường bê tông đẹp. Đó, quá. Cái không khí các bạn, trời nhìn nắng vậy thôi nhưng mà không khí mát lắm. Đi gió nó thổi là không khí nó mát nè các bạn ha. Và cái không khí với lại cái ánh nắng, ồ, quá sung sướng. Nên là nói về con người lúc đầu thì mình cũng hơi lạ. Họ thấy họ cũng không có gọi là vồm vã ha, họ không có thân thiện ngay đâu. Nhưng mà nói 5-3 câu nhờ vả họ cái là người ta trải lòng lên à, người ta ấm áp lắm. Đẹp ha. Đẹp quá, đồng bên này đẹp quá. À, xã Duy Vinh, quốc lộ 1A, còn 3 cây số nữa. Con đường này cũng đẹp quá. Đoạn này tắt quốc lộ nè các bạn. Quốc lộ 1A chạy thẳng á, mình quẹo phải. Đó, này là đi về hướng Tây Nguyên. Kiểu như là quốc lộ 19. Đường tỉnh. Cái này là đường tỉnh các bạn. Mình đọc không rõ đường tỉnh. Trường Sơn thì sẽ cung cấp cho các bạn một số những cái thông tin về đường Trường Sơn, hay được gọi là đường Mòn Hồ Chí Minh, để các bạn tiện theo dõi nha. Nào, bây giờ mình vào một số những thông tin này. Đường Mòn Hồ Chí Minh là một tuyến hậu cần chiến lược bao gồm mạng lưới giao thông quân sự chạy từ lãnh thổ miền Bắc Việt Nam vào tới lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Phía đông Trường Sơn đi qua miền Trung Việt Nam và phía tây Trường Sơn có giai đoạn đi qua Hạ Lào, Campuchia. Đây là một tuyến hậu cần chiến lược trọng yếu, cung cấp binh lực và vật lực hậu cần, vũ khí và khí tài để chi viện cho quân giải phóng miền Nam trên chiến trường miền Nam Việt Nam liên tục trong 16 năm từ 1959 đến năm 1975. Binh đoàn 559, quân Bắc Việt là đơn vị tiếp triển khai các đơn vị hậu cần đảm bảo giao liên, chuyển quân, bảo đảm y tế, vận tải, xăng dầu, công binh, bộ binh và phòng không để bảo đảm hoạt động cho cả hệ thống giao thông hỏa tuyến chiến lược này. Tuyến đường Trường Sơn còn được người lính trong cuộc gọi là tuyến lửa. Ở Việt Nam, hệ thống đường này đặt tên là đường Trường Sơn, lấy tên dãy Trường Sơn, dãy núi chạy dọc miền Nam, miền Trung Việt Nam, nơi hệ thống này đi qua, và sau này nó còn được gọi là đường Mòn Hồ Chí Minh. Trong chiến tranh Việt Nam, lực lượng quân sự Mỹ và quân đội Sài Gòn đã tập trung đánh phá hệ thống giao thông này bằng hàng loạt các chiến dịch bộ binh và không quân. Hàng triệu tấn bom đạn đã được ném xuống. Một hệ thống máy móc trinh sát điện tử được gọi là hàng rào điện tử McNamara đã được tăng cường sử dụng để nhằm trinh sát, việc vận chuyển và chỉ điểm hướng dẫn máy bay ném bom. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn thường xuyên sử dụng chất độc da cam, dùng máy bay ném bom, một loại hóa chất đặc biệt diệt cỏ đã được rải xuống nhiều vùng trên dãy Trường Sơn, làm trũi lá cây. Các dự án tạo mưa và các chất hóa học tạo bùn cũng được Mỹ sử dụng để cản trở giao thông trên toàn tuyến. Bất chấp tất cả những biện pháp tinh vi và đắt đỏ đó, Trường Sơn vẫn không bị cắt đứt và ngày càng trở nên tinh vi và hoàn thiện hơn. Ngày nay, tuyến Trường Sơn, địa phận Lào, nhiều nơi đã thành vùng bỏ hoang, một vài điểm được xây dựng trở thành di tích lịch sử. Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, tiền thân của đường Mòn Hồ Chí Minh là tuyến thứ nhất, đường Thượng Tây Trường Sơn,
là từ Hà Tĩnh và Quảng Bình rồi xuyên qua Quảng Bình và Khe Sanh qua quốc lộ 9 đến Quảng Trị. Tuyến 2 là đường Đông Trường Sơn từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình rồi đến vùng Đông Quảng Trị. Tuyến 3 từ Quảng Bình và khu 5 đi xuyên lên A Lưới và Quảng Nam rồi đi tiếp vào Bình Định. Và tuyến cuối cùng là tuyến thứ 4 từ Phú Yên đến Khánh Hòa. Đường Trường Sơn giai đoạn 59-64. Đường Trường Sơn là một trong những vùng đất có địa hình hiểm trở nhất Đông Nam Á, núi cao, ít dân, rừng rậm nhiệt đới. Trong những năm đầu của chiến tranh Đông Dương, Việt Minh đã sử dụng hệ thống đường mòn này làm đường nối liền Bắc Nam, một trong những tuyến đưa cán bộ di chuyển giữa hai miền để tránh sự truy quét của quân Pháp. Sau khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa ra đời, để tiếp tục chi viện cho miền Nam, chính phủ Bắc Việt đã quyết định xây dựng những tuyến đường chiến lược chi viện cho miền Nam. Năm 59, khi xung đột quân sự lên cao giữa Bắc Việt và chính phủ Ngô Đình Diệm, chính phủ Hà Nội gửi đoàn 559 vào Nam để xây dựng hệ thống đường Trường Sơn có nhiệm vụ vừa vận chuyển vừa mở đường hành quân với phương châm đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng để bảo đảm bí mật tối đa. Toàn bộ vũ khí và mang theo đều là các loại từ thời Pháp, thậm chí còn dùng ván gỗ để đi, không để lại dấu vết trên đất rừng. Trong những năm đầu của cuộc chiến, năm 60 đến năm 64, đường Trường Sơn chủ yếu được dùng để chuyển quân, chưa phát huy được phương tiện cơ giới, vũ khí được chuyển bằng đường biển. Quốc lộ chạy nhưng tuy nhiên nó có cái con sông, gọi là con sông hay là... Các bạn nghe tiếng chim hót với tiếng ve kêu không? Đây là sắp đến 30 tháng 4 rồi. Mà mấy hôm nay trời nó không mưa, đẹp lắm. Nước nó cũng khá là cạn không? Nếu mà mưa là nó nước nó cao. Mà ở kia nó có cái suối, tiếng nó chảy róc rách. Khung cảnh đẹp. Ha, khung cảnh đẹp. Đó, khung cảnh đẹp quá ha. Cái lũy tre kìa. Đó, nó có cái đường ra đó. Còn đứng trên này khá cao nha các bạn, cao khoảng chừng 3-40 mét á. Độ cao này mình đang đứng ở đây nè. Đó, lao ra đây rớt xuống 3-40 mét á. Khá cao nha. Đó, cái đó là đầu nguồn nè. Nó chảy vào đây. Nó chảy vào đây. Đó. Trên này đầu nguồn. Đây, rừng núi cao nguyên đẹp ha. Tiếng chim hót các bạn. Đó, này là dừng xe cái uống miếng nước. Mặc dù nó như này nắng rồi này nhưng mà cũng mát lắm, gió thổi mát mát lắm. Các bạn có thể là ngồi ở nhà xem vậy thì thấy nắng chắc là nóng lắm, nhưng mà không có nóng. Mình mặc bộ đồ này nhưng mà cũng không nóng đâu các bạn. Mát, gió mát. Ở dưới kia cái quốc lộ kìa, và lát nữa mình sẽ chạy xuống dưới đó đó các bạn. Khu này đoạn này vắng lắm, không có xe, không có xe cộ qua lại mà không có khu dân cư gì hết. Rồi, tiếp tục nha. Đường trục dọc 21 đường trục ngang. Đồng nối Đông Tây Trường Sơn vươn tới các chiến trường với tổng chiều dài 2 vạn km đường ô tô. Trong các chiến dịch đánh phá từ năm 65 đến 72, Mỹ ném xuống các đường Trường Sơn gần 4 triệu tấn bom đạn và 44 triệu tấn hóa học. Hơn 20.000 bộ đội, thanh niên xung phong, dân công, giao thông đã hy sinh, 30.000 người bị thương. Bộ đội hành quân trên đường Trường Sơn phải vượt qua chặng đường dài trên 1.500 km. Khởi đầu của con đường, người lính hành quân vào miền Nam theo hình thức thô sơ nhất, gùi gõng trên vai và đi bộ. Mỗi tuyến đi 2-30 người mặc bà ba đen, che mưa bằng tấm ni lông. Những chiếc đèn pin được đem gò lại làm cho mất hai chữ Rạng Đông và dấu hiệu mặt trời mọc. Thuốc lá Điện Biên Tam Bảo phải bỏ đầu có chữ in trên điếu thuốc rồi bọc vào ni lông. Những người lính ấy phải bỏ lại tất cả giấy tờ thư từ, không được ghi chép bất cứ thứ gì để mà ông nhận hành quân. Thời gian đầu hoàn toàn hành quân bộ, mỗi ngày đi một đoạn đường từ trạm giao liên này tới trạm giao liên tiếp theo. Khó khăn lớn nhất là vượt qua tuyến quốc lộ 9. Xe địch đi lại liên tục trên đường,
người gùi hàng phải mang theo miếng gỗ lót dưới chân để đi lết qua đường, không để lại dấu vết. Trường Sơn trong trường hợp đoàn đi đông, giao liên sẽ trải tấm ni lông ngang để khi người đi cuối cũng sẽ gấp tấm ni lông lại xóa dấu vết. Bộ đội hành quân bộ vào chiến trường mất hơn 3 tháng, nếu vào chiến trường Nam Bộ đến Bù Gia Mập, điểm cuối cùng con đường thì mất khoảng 5 tháng. Năm 65, mỗi người phải mang 30 cân, quân trang, lương khô, súng đạn, thuốc quân y, gạo, muối. Do hàng được chuyển bằng cơ giới ngày càng nhiều, lượng lương thực dự trữ tại các giao liên ngày càng nhiều, nên khối lượng phải mang vác cũng phải giảm dần. Năm 66 giảm xuống còn 25kg và năm 67 còn... Về chế độ ăn, ngoài gạo, mỗi người được cấp một ống cống thuốc thịt, trong đó pha trộn thuốc chống sốt rét tê phù, 1kg muối để dùng cho toàn bộ chặng đường. Đồ ăn cho mỗi ngày gồm một nắm cơm khi hành quân ban ngày và một bữa cơm khi dừng chân ban đêm. Với chế độ này, nhiều bộ đội thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Trưa mát lắm các bạn, đứng đây cái hơi nước á, hơi nước mát lắm. Rồi đi tiếp nha. Let's go. Do thế khi gặp người dân sống bên đường, bộ đội thường đem quân trang tư trang để đổi lấy rau quả lợn gà. Vào những năm mà mật độ bom đạn trút xuống Trường Sơn chưa phải là ác liệt, những đoàn quân qua đây phần lớn thương vong không phải vì bom đạn mà vì sốt rét, phù tim, phù phổi, tả lỵ, trụy tim mạch, suy kiệt thể lực do thiếu đói. Trong đó sốt rét rừng là nhân tố tiêu hao sinh lực nhiều nhất. Bây giờ là 11:25 mới đi được khoảng chừng có 130 cây rồi các bạn. Lang thang rồi, đi 8 giờ, 9, 10, 11, 3 tiếng đồng hồ mà đi có 110 mấy cây, 130 cây đi cứ dừng lại hoài à. Bởi vì cảnh đẹp với lại cũng mê quay lại các bạn. Cảnh đẹp có dừng lại cũng quay, làm chịu khó dừng lại làm tư liệu. Kiểu này chắc đi tới 10 giờ đêm. 10 giờ đêm biết tới trưa nữa. Đường thì bắt đầu vào cái đường Hồ Chí Minh đó là nó làm đường bê tông các bạn. Nè, làm bê tông mà nứt hết đường rồi các bạn, nó nứt. Thì đúng như là một số cái review một số anh em người ta nhận xét á, đường Hồ Chí Minh này là đi là nó sóc dữ lắm, do là đường bê tông, mặc dù là nó vẫn láng nhưng mà nó nứt các bạn, nó nứt nên là những cái đoạn này là nó sóc dữ lắm, nên là ràng đồ ràng đạc này kia cũng cần cẩn thận á. Sáng giờ rớt 2 lần rồi. Rớt cái chai nước ấy không có gì hết. Giờ này thì chắc là cũng chưa ăn uống gì được đâu. Không biết còn xa hay không, đường không có. Nhưng mà thực ra thì sáng mình ăn hơi no. Sáng mình ăn rất no. Nên là tới giờ này cũng chắc là cũng... thì phải tới 2 giờ mới ăn được. Ý thì chắc nó cũng chỉ có như thế này thôi. Đường Trường Sơn nó cũng chỉ có quanh co đường như này thôi, chứ còn bởi vì xung quanh là rừng hết mà. Đường thế này thôi chứ còn làm gì có cảnh đẹp. Với lại hồi xưa đường Trường Sơn là gì, đi trốn máy bay mà các bạn. Đi quanh co ở cái suối đẹp quá. Lại muốn la cà cái suối ngay vô đó. Đó là cà, mà cái là cà suốt ngày. Nên là thôi cũng phải chịu khó chạy chứ. Chứ không thôi là không tới nơi ạ. Ngày mai, hôm nay là tiêu chí là đi 500 cây. 500 cỡ đó. 500 cây, hôm nay đi 500 cây nhưng mà sáng giờ 3 tiếng đồng hồ đi có 100 cây. Mà đường này không đi lẹ được nha các bạn. Đường này không thể đi lẹ được. Nguy hiểm lắm. Lúc nãy có một số những cái
tình huống là xe tải nó chạy đường này á, đoạn này nó chạy ẩu lắm, nó chạy mà mình phải né nó luôn á, xe tải ẩu. Không biết là giao thông nó có quản lý không, chứ còn để xe tải nó chạy này ẩu lắm. Rồi đường nó cứ vậy thôi. Đây chắc là chất lượng nó cũng không được khá hay sao á, chạy nó nứt hết. Nếu mà đổ cho bên làm đường thì có thể là các anh làm đường sẽ nói là đổ cho bọn giao thông nó chạy xe toàn là xe quá trọng quá tải nên là nó làm hư đường, đổ qua đổ lại cuối cùng là không ai chịu hết, không ai chịu được. Ngày nữa là mình đi A Lưới chơi, từ A Lưới là cái cung đoạn mà đường Hồ Chí Minh mà đường Trường Sơn là Trường Sơn Tây á, cái đoạn cuối Trường Sơn Tây á, thấy mọi người nó cũng đẹp lắm. Trường Sơn Tây đẹp hơn Trường Sơn Đông. Trường Sơn Đông thì như thế này. Đây. Núi non hiểm trở. Lúc nãy thấy sóc nó chạy. Nên là nếu có thời gian rảnh thêm một ngày nữa thì mình có thể vòng lên A Lưới mình đi. Lên A Lưới thì thôi rồi hơi ơi. Nhưng mà thời gian cái gọi là cái gì, cái phép á, mình không có, mình nhưng mà đây là cái chuyến mà đi mà gọi là cái gì xa nhất hả, và đi xa nhất từ trước đến giờ. Miên man nói chuyện giữa bạn và giữa buổi trưa cho nó đỡ buồn. Còn nếu có dịp nào đó mình làm một chuyến nữa đi Trường Sơn Tây ha, thì chắc là thú vị lắm. Trường Sơn Tây chắc là thú vị lắm. Rồi đi đường còn một số những cái lưu ý thôi, là xăng á, ngay cả đi ở quốc lộ 1A không đấy. Lần sau mà mình mà tổ chức mà đi tour thì mình sẽ lưu ý luôn cả cái chỗ đổ xăng nữa, chứ nhiều khi bị động tìm trạm xăng cũng hơi đổ mồ hôi. Đi hết xăng đổ mồ hôi, tìm trạm xăng cũng hơi quải. Đắk Lang hả, cũng lại mấy suối đá này rồi. Hình như là mình đang đi cặp cái con sông, đường Trường Sơn là đi cặp con sông hả? À cái con sông hay là cái đầu nguồn. Nhưng mà nó có cái này nha, là rác các bạn. Mình vẫn thấy nhiều rác quá. Con đường này nó mở ra là gì? Bảo là gì phát triển khu vực cao nguyên Tây Nguyên. Nhưng mà mình thấy rác nhiều quá. Giống như trên Đà Lạt á, mấy chỗ này, mấy chỗ có đoạn mình đi rác không à. Mình thử chạy qua bên này coi. À, đây nó có cái cầu. Cầu Đắc Rôn. Cầu Đắc Rôn. Cầu Đắc Rôn cũng đẹp quá chứ. Trên nguồn trên kia nè. Nghe tiếng nước. Dừng chân chỗ cầu Đắc Rôn các bạn. Đoạn này đẹp lắm nè. Có cái thác nước nó chảy. Đẹp không? 12 giờ trưa.
cầu này cầu Đắc Rôn. Các bạn, suối này đẹp quá ha. Đắc Rôn chảy không? Nghe tiếng thác chảy á. Cái này camping cũng được ha, cắm trại cũng được. Cầu Đắc Rôn các bạn. Nó chảy xuống nè. Không có đường xuống ha. Xuống theo đường chân cầu này xuống. Đẹp quá. Và vừa vô địa phận Đắc gì? Đây cái gì? Con Tum. Rồi đi thôi. Đoạn này quanh co nè, người ta làm mấy cái này để tránh xe mất thắng lao vào. Ở dưới kia nó có cái đường cứu nạn là mình biết rồi. Như vậy thôi chứ còn mình thấy nó cũng không đến độ mà xuất sắc. Theo quan điểm của mình nó không được xuất sắc lắm. Được. Bởi vì thứ nhất là cái đường nó không có được đẹp á. Bê tông mà nó cứ cái thứ hai là đường dây điện. Cái thứ ba là các cái rào chắn đó nè các bạn. Họ dựng rào chắn mà phía trong nó họ cũng dựng nữa. Ví dụ như phía ngoài này thì còn đỡ, đây cả phía trong người ta cũng dựng nữa. Đây là nó mất nhiều cái tầm nhìn lắm. Bên cạnh đó mình biết là hiện nay là mình đang đi giữa núi rừng nữa, nhưng mà nếu mà có flycam bay ở phía trên đó các bạn thì nó mới nhìn thấy được gọi như là cái hùng vĩ không. Cái này cái đèo gì mà chắc là nó nguy hiểm lắm, người ta dựng tượng tùm lum mà đúng thật. Lúc nãy mình đứng ở phía dưới mà xe nó vượt thì gớm luôn. Nó lấn hẳn, mặc dù là con cái vạch chỉ đường là vạch liền, nhưng các bạn nó lấn qua bên kia đi sát mình luôn. Nguy hiểm quá. Còn đây là mấy cái xe này thì mình biết là nó chở quá tỏ khổ quá tải luôn. Đây là nó bị bò. Nó chở quá khổ đó các bạn. Nó lên nó chịu không nổi. Đường này đường lên dốc nó chịu không nổi. Đây nè, đi rùa bò nè. Chở nặng quá mà. Kia đi qua nó là cái hơi nóng của cái xe nó phả ra. Quá nặng. Nó sử dụng những cái xe mà kiểu như là tham đó, người ta không có kiểm tra. Cái gọi là cái trọng tải của xe đó. Nó chở nặng quá. Nó xuống mà nó cũng phải đi số nhỏ, nó đi xuống dốc đó. Nãy giờ mình lên là ù tai luôn. Đắc lây. Đúng là nhiều cái từ mà mình đọc mình cũng không có biết tiếng Việt, mình đọc luôn giống như nước ngoài. Đắc lây, đắc lây. Trời bắt đầu nó mát mát, đang lạnh à. Mặc dù nắng rồi nó lạnh các bạn. Nó có trạm dừng để nghỉ nữa.
cái chỗ nào mình có thể quan sát được, mình dắt đi vòng sang bên kia kìa. Con Tum 14 đọc không kịp. Đọc không kịp. Từ từ đọc bản hướng dẫn. Chữ nhỏ xíu sao đọc thôi. Thành phố Con Tum 140 cây Gia Lai. Y. Cái này là mình phải mở Google lên rồi. Quẹo. Dốc dài nguy hiểm, đi số thấp. Có nghĩa là nó không biết là nó là cái đèo quán cơm Ngọc Linh. Ồ, có các anh mô tô. Không biết đi đường nào từ ngoài kia. Cầu Đắc Chè. Suối đẹp quá các bạn. Ô, suối đẹp quá. Cái cầu Đắc Chè này suối đẹp quá. Nói chung là các cái cầu qua đều có cái suối hoặc là cái thác á các bạn. Đẹp lắm. Cơ quan hành chính xã ở đây. Ủa rồi cái dốc gì? Dốc đi sâu thấp đâu ta? Sao mà cảnh báo mà xa dữ vậy? Đây à, đây nhỏ nhỏ đi Ngọc Linh à, Ngọc Linh à, sao có vẻ đi qua rừng gì giống đèo Lò Xo à? Mình nghĩ còn lâu. Dốc dài nguy hiểm, số thấp. Ủa sao cái cảnh báo hoài mà không có tới. Ủa rừng đặc dụng Ngọc Linh à? Nếu mà rừng ở Ngọc Linh là qua đèo Lò Xo rồi. Đèo Lò Xo rồi. Nói chung là mình đi mà mình không có biết luôn đâu các bạn. Đi mình không biết luôn á. Đúng là dở. Đây, đèo Lò Xo các bạn. Biết ngay mà. Đèo Lò Xo. Cái đèo Lò Xo các bạn. À. Đèo Lò Xo. Để bật này. 16 cây số. Họ cảnh báo nè. Là dốc nó rất dài nguy hiểm mà đi số thấp á. Và cái đèo Lò Xo này là chia đôi cái khu vực là nó sẽ có 4 mùa đó. Người ta nói là có 4 mùa, xuân hạ thu đông. Sang bên kia là sẽ rất là mát em ạ, lạnh á, trời nó sẽ lạnh. Và nhiều khi ở bên này bè đèo nắng nhưng mà sang bên kia là trời mưa. Trong này là người ta nói là rừng gì Ngọc Linh ha, rừng quốc gia Ngọc Linh. Rồi lên đường thôi. Các bạn nhìn con xe mình nè. Lốp nè. Đợt này đi một phát nhìn thấy nhòm thấy mòn thấy rõ luôn nha các bạn. Mòn thấy rõ luôn á. Xe đi 16.000 km nhưng mà đi có 1.000 cây số gần đây mà nó mòn cỡ này luôn rồi. Nó mòn. Láng động dư mòn. Con xe mình chạy ổn định đó, tốt, nói chung là mát, chạy mát lắm, ổn định.
đèo Lò Xo nè, nên là phải để cái màn hình nó sáng chứ không thôi thì nó tối quá đó, mình không có nhìn thấy, đang nhìn quay xuống. Rồi 16 km được mệnh danh là một trong những cái đèo mà khủ khoảng nhất, một trong năm đèo á. Ô và nãy giờ mình đang đi số mộc nọ nè các bạn, dốc xuống nè.